cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công điện về việc phát lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 10 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Các sở ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, lao động thương binh và xã hội, y tế, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Mực nước trên sông Hồng hồi 9 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại trạm Thủy văn Hưng Yên là 7,02m, trên báo động 3 là 2cm và tiếp tục lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 10 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên và các sở ngành nêu trên thực hiện những nội dung sau. 1. Thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên tăng cường kiểm tra đôn đốc việc canh gác đê của địa phương. 2. Chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành theo phương châm 4 tại chỗ. 3. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông, phải có biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thường xuyên rà soát kiểm tra an toàn các tuyến đê bối và có biện pháp tránh vỡ bối đột ngột, chủ động, sẵn sàng và triển khai phương án sơ tán người dân ngoài vùng bãi sông, nhất là ở khu vực nguy hiểm, mất an toàn khi có ngập lụt xảy ra theo phương án của địa phương, không để xảy ra bị động bất ngờ, chậm trễ dẫn đến thiệt hại về người và tài sản. 4. Cấm các loại xe cơ giới đi trên đê, trừ xe có giấy phép, xe ưu tiên theo quy định, các bến đò dọc ngang hoạt động. Cảnh báo người dân không đi lại ven sông, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở và không được đánh bắt thủy sản trên sông. 5. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên triển khai hạ phai đóng hoành triệt các cửa khẩu qua đê trên địa bàn với chiều cao hoành triệt kể từ đáy cửa khẩu trở lên phù hợp theo tình hình diễn biến của lũ. 6. Kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công liên quan đến an toàn đê điều, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực ứng phó với sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn chống lũ. 7. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, địa chỉ email ccqlzzhungyen@gmail.com. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hưng Yên, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục dự báo mưa lớn từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9. Ngày 13 tháng 9 dự báo tiếp tục mưa rào và dông rải rác. Theo đó, diễn biến 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, từ sáng ngày 11 tháng 9 đến sáng ngày 12 tháng 9, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Chiều và đêm ngày 12 tháng 9 có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa các nơi phổ biến như sau: các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 90 mm. Các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo ngày 13 tháng 9 khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp độ 1. Dự báo tác động của mưa lớn, mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa lớn làm đất trở nên bão hòa nước, đề phòng cây đổ do ngập nước kéo dài.
Các bộ ngành địa phương đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trước khi bão đổ bộ như kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu cá trên 219.913 người về nơi tránh trú, tổ chức sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh, nuôi thủy sản trong các nhà yếu đến nơi an toàn, huy động 438.275 người, 6.642 phương tiện các loại để ứng phó với bão. Mực nước sông Hồng dâng cao đêm ngày 10 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Phó trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ký ban hành lệnh báo động lũ. Theo đó, căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội qua Long Biên, hồi 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024 là 10,5 m, mực nước báo động 2 là 10,5 m. Do đó, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành lệnh báo động 2 trên sông Hồng vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 2-3 ngày tới, diễn biến mưa lũ ở miền Bắc còn rất phức tạp do sự hình thành một xoáy thấp ngay trên đất liền gây mưa từ 70 đến 140mm, có nơi trên 370mm cho khu vực Trung Du, vùng núi trong ngày 10 và ngày 11 tháng 9. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 10 đến 12 tháng 9 có mưa từ 120 đến 250mm, có nơi trên 600mm. Ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, hiện các thông tin về tình hình lũ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng như các đài khí tượng thủy văn khu vực, đài tỉnh đã cung cấp thông tin hàng giờ về đợt lũ. Người dân cần theo dõi thông tin dự báo tiếp theo về lũ và những vùng ngập lụt có thể xảy ra để có thể chủ động nắm bắt và phòng tránh. Khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đều có phương án ứng phó, đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo và những yêu cầu của chính quyền địa phương để di dời đến những nơi an toàn nhất có thể. Miền Bắc đang phải trải qua đợt mưa lũ lịch sử do hoàn lưu của siêu bão Yagi, sau đó là liên tiếp những hình thái gây mưa nguy hiểm như giải hội tụ nhiệt đới, xoáy thuận nhiệt đới phát triển ngay trên đất liền. Tổng lượng mưa trong những ngày qua ở vùng núi Bắc Bộ là đặc biệt lớn, nhiều nơi có thể phá vỡ mức kỷ lục trong lịch sử. Liên quan đến vụ tàu lật trên sông Hồng ở khu vực đoạn giữa cầu Long Biên và cầu Trương Dương, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội bước đầu thông tin không có thiệt hại về người. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 2 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức phối hợp tìm kiếm người bị nạn, bảo vệ hiện trường vụ việc, phối hợp với trạm quản lý đường sông đặt phao báo hiệu, điều tiết, hướng dẫn phân luồng để các phương tiện thủy lưu thông an toàn. Qua xác minh ban đầu, phương tiện có số đăng ký ND3928, trên phương tiện có 3 người, TND, người điều khiển phương tiện sinh năm 1987, TAG sinh năm 1985 và HVC sinh năm 1970 cùng trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trước đó khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, phương tiện chở cát đi xuôi dòng sông Hồng khi đến địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, do mực nước sông Hồng cao, sóng to nên anh Dê đã neo đậu phương tiện vào bờ phải sông Hồng thuộc địa phận phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Tuy nhiên, do gió lớn nên phương tiện bị va đập vào đá ngầm, nước tràn vào khoang dẫn đến tàu bị chìm. Cả 3 thuyền viên đã kịp thời nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ an toàn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy số 2 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc. Ngày 10 tháng 9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lên tới 35,22m, vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 56 năm trước. Nhưng ngày hôm qua, kỷ lục này liên tục bị phá bỏ. Về diễn biến lũ trên các sông, cơ quan khí tượng cho biết lúc 5 giờ sáng ngày 11 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai tiếp tục xuống chậm. Tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, còn tại Phú Thọ và Hà Nội đang lên. Lũ trên sông Lô ở Tuyên Quang, Phú Thọ, sông Cầu ở Bắc Ninh, sông Thương ở Bắc Giang và sông Thái Bình, Hải Dương, sông Hoàng Long, Ninh Bình đang lên, còn sông Lục Nam, Bắc Giang đang xuống. Lũ trên sông Hồng tại Yên Bái sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức lũ lịch sử, còn tại Phú Thọ lên mức báo động 2. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, lên mức báo động 2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 3 là 1,7m vào sáng ngày 11 tháng 9, sau đó xuống chậm.
tại Vũ Quang tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức trên mức báo động 3 là 0,5 m vào sáng nay, sau đó xuống. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên và ở mức trên báo động 3. Lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 3, còn lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức báo động 3. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn trên mức lũ lịch sử. Tại Phú Thọ biến đổi chậm ở mức báo động 2, trên sông Hồng tại Hà Nội ở mức đạt đỉnh vào trưa ngày 11 tháng 9 mức báo động 2 và trên báo động 2. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Tại Vũ Quang lên nhưng vẫn ở mức trên mức báo động 3. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên ở mức báo động 3 và trên báo động 3. Lũ trên sông Thương báo động chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3 và lũ trên sông Hoàng Long xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức báo động 3. Trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng Thái Bình có khả năng lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê, kèm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh thành Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo lũ lớn có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở, kèm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê kè công trình ven sông ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Do nước lũ vẫn duy trì ở mức cao, các vùng trũng thấp ven sông tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình tiếp tục chìm trong biển nước. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.